Không đồng, đó chính là tên của siêu thị mini này, bởi mọi loại mặt hàng ở đây đều hoàn toàn miễn phí. Cách của siêu thị là người lao động bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm do Covid-19, sinh viên nghèo mắc kẹt tại khu cách ly ở ký túc xá, người khuyết tật, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế khác. Khi đến siêu thị, người dân phải tuân thủ tuyệt đối 5K, mỗi lần sẽ không quá 3 người cùng ở trong trực tiếp mua hàng. Có cái mục tiêu là hỗ trợ được cho 25.000 những hộ gia đình là hoàn cảnh khó khăn, bao gồm là những cái khu xóm chạy thận, khu làng chài, một số những cái khu ký túc xá đặc biệt dồn số lượng sinh viên, mang lại cho họ những cái nhu yếu phẩm có thể sử dụng được trong vòng một tuần, giảm cái áp lực để họ phải ra đường để kiếm sống, cũng là một cái bước để mà hỗ trợ cho quá trình chống dịch của chúng ta. Tại đây, có hơn 60 mặt hàng được xếp ngay ngắn trên các kệ, từ thực phẩm khô đến các thực phẩm tươi, gia vị, rau, củ quả. Trong đó, có nhiều sản phẩm OCOP của Hà Nội. Bằng cách thông qua chính quyền địa phương, phát cho mỗi hộ gia đình một phiếu quà tặng trị giá 400.000 đồng, đại diện từng hộ sẽ đến siêu thị vào những ngày giờ được quy định khác nhau để đảm bảo không quá đông người tại siêu thị trong cùng một thời điểm. Đây là cô đi nhận hộ con nhà cô, hai vợ chồng thì em nó bị câm điếc. Thế bản thân chúng nó bây giờ không có công ăn việc làm từ lâu rồi, chúng nó chỉ mỗi tháng chỉ hơn 500.000 do vậy là chúng nó cũng ở nhà suốt mà. Hoạt động này rất là ý nghĩa đối với người dân và chúng tôi cũng không biết nói gì hơn nữa. Tất cả các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cung ứng từ những đơn vị lớn có uy tín tại địa phương, phân theo từng khu vực lương thực, thực phẩm khô, thực phẩm tươi, gia vị để bà con dễ dàng lựa chọn.